Mục tiêu của chiến dịch nhằm vận động sự ủng hộ của tổ chức cá nhân trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài để mua các thiết bị thông tin liên lạc hỗ trợ ngư dân sớm nắm bắt thông tin, chủ động phòng tránh ứng phó với thiên tai, đặc biệt trong và sau thiên tai cho tàu thuyền của ngư dân đánh bắt cá xa bờ, góp phần giúp ngư dân bám biển, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Các hình thức ủng hộ chiến dịch kết nối Biển Đông là nhắn tin qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia với cú pháp BD hoặc Biển Đông, gửi 1400 mỗi tin nhắn giá trị 10.000 đồng. Chiến dịch diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10. Ngoài ra có thể ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật, gồm các trang thiết bị vô tuyến sóng ngắn ICOM, thiết bị thông tin liên lạc lắp đặt cho tàu thuyền đánh cá trên biển và ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt thông qua Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam.